Đấy. Rác quá. Sao hôm nay uống nước cam anh? Tôi lão thế. Uống một hốc chết được. Ủa, uống một hốc cái túi tối về một hốc. Ông sức nào quay không? Đánh quay. Đứng lưng. Đấy, hai uống nước lọc đấy. Đấm đấm cho ra nha. Hả? Đấm đô. Mà đặt nó tạo vậy. Đặt nó, cứ đặt một vài em đặt lại đi. Dân đã lại rồi, tất cả rồi em, tất cả rồi. Một cái ngoài này đây. Ớt cái mảnh trong phòng rồi đó chứ. Giúp. Phòng được đồ nữa. Đây con nước của tôi ạ. Đi cho ba cũng được. Ba ạ. Đây đây, vào đây em nào. Hả? Ok. Đi phải ngon. À này ông quay ông cứ đi ra cái số máy thay máy người ta đây ạ. À. Biết không? Đâu đặt cho anh hướng gì đâu. Muốn đặt như nào anh thoải mái mà. Quan trọng chúng mình không có chút mà đặt đâu, nhưng có đặt thoải mái. Đấy. Đấy. Đây. Thoải mái chứ. Con lao đài. Đặt 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 con cũng không giống mẹ giống cha, không giống cha giống mẹ, vậy là bảo giống xóm mày thì nói sao rồi ông chủ muốn huy lên còn vấn đề rồi chị. Không sao mà không giống anh rồi, giống mẹ nó là được rồi. Tất nhiên là giống mẹ đó, không giống mẹ là được giống anh, được không? Bây giờ chúng mày cần tại đến khoảng những năm này năm từng đọc mãi buồn rồi rồi vọng mãi chỉ được vọng tạo lên cơm năm một thôi buồn thôi thân thì hớn một giờ ngày bây giờ lao bây giờ cha con thôi con gạch quay nước quá là ngu quá có đi được đấy chưa bán được có tiền không không ấy làm đam mê thì tiền năm ngày quen lắm. Lần này có trận nào em? Thứ hai ạ. Thứ hai mình có. Còn sao không? Dạ vâng. Anh trả này tham đá nhỉ? Chúa ơi. Thứ hai là tao. Thứ hai là tao. Tao đổi. Thứ hai là tao. Thứ hai là tao.
Đợi con nó hình đẹp một cái hình dài ấy. Đấy, cái gì? Hả? Thế mà. Ô, bữa em thấy là đá rồi chạy mà. Cũng được, ta nó chưa đấy, cần chưa đấy. Có đang đá ta lên được chạy mà. Trẻ lắm. Phải mấy chai đâu. Phải mấy chai hôm nay không bữa cho con đó. Cái gì? Đấy nó làm đi bật cửa cho em về. Hơi mắc, hơi mắc. Dạ,
Thở lít lên, tiêm phi chét. Có tôi có mấy cái người khác của em gì không? Tình cảm như nào? Tôi không biết gì về tình cảm. Có chứ. Không. Có anh lâu trừ khi anh em ruột tôi cho không không? Hoàng cũng có tiền. Lại bằng tình cảm. Hoàng có tiền nói. Hoàng có tiền anh ạ. Cũng không có được cái không lấy không đến 30.000 đô nhưng mà lấy khoảng là 2.000 đô thôi. 30.000 á. 20.000. Anh giá như hoa hậu nhỉ? Hả? Giá như hoa hậu ấy. Không có những cái mà ông 30.000 ông cảm thấy ông muốn trả thêm. Mua được. 30.000 ông không mua được đúng không? 4.000 là 4.000. 4.000 là mua được. 4.000 là mua được. Thank you.
bao nhiêu tiền ăn cho bữa đấy? Sáng nữa mọi người lại mất nữa rồi. Lại nhảy mất còn nữa rồi. Thank you.
đó. Đấy mới sáng là vừa lần cái báo tin ra đó. Hôm qua là trời nó mất rồi. Nay vừa đó mới tin ra. Thank you.
Mùi vang quá nên thank you.
đây ra ngoài Thank you.
về Sài Gòn. Ủa, mày quê gì? Ừ. Mày trở về nha, tụi mày quê đấy. Nghe sơn đây. Cảm ơn anh nhé, rất đẹp trai. Không nhiều. Bố hồng quang.
cóp. Người ta em lấy 3 nghìn em lấy 5 nghìn mấy người đây làm chào đồng chí. Kinh em mới dắt cái kia rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Yeah. Yeah.
xem nào, áo bồng xem nào, áo bồng huy xem nào, áo bồng nào, áo bồng mặc xem nào, áo bồng, ui sợ con bồng huy, áo bồng xem nào, áo bồng, áo bồng, hai ba đúng rồi, à nào, đã, có muối không anh? Muối như chặt. Đá sâm dứa nè. Đá gì anh? Đá sâm dứa. Đá sâm dứa. Lên để giao cho anh, đó, một máy tính này em cũng xử em xử lý. Ừ, hôm nay anh bắt xem nào, bắt xem nào. Là anh bắt cho anh chưa đi để, thế mà em anh bắt cho anh chưa háo một chiếc nào. Có một lửa mới, có một lửa mới. Bắp cũng biết thôi.
thôi. Mình nhớ rồi nhá. Con này sao chưa? Đâu ông Hương, đâu ông Hương. Thank you.
nhảy kêu cơm đi sạc, cơm sạc không, cơm giấy đi. Cơm giấy em cơm cái xuống sạc là muốn sạc. Cơm đinh để anh cứ thì đinh lên cứ đi sạc nhắc thì gặp nó cứ đập nó sạc. Cứ hiểu nó đi sạc thì nó từ dân cơm mấy ông người đóng người sao. Xuyên nghe xuyên đấy. Sáng nay là cái đi đâu đi, nay xe máy đâu đi bộ lượt tí à, thế à, tập chân ấy vậy. Nghe là đó là ngày coi chừng xuống đó. Thì đôi khi mà xuống mương hôm nay. Ngày
cảnh rơi mặt rồi. Chơi mới đi chơi nào nào mình nhớ là nha. Quan điểm. Và cái
Cổ nghi đắng đi đánh con sáu thì chi. Con sáu như vậy. Cổ nghi là con đất bố.
Không, đi làm nghi thức mà con Sáu nó đánh hết rồi. Làm nghi thức tình toàn rồi. Sáu ăn nó nở bỏ nó mê gì nè. Là lúc mà nó lại không ra làm một người và một bài à. À. Cái này đi ngủ được không chứ? Xe ra. Thank you.
Thì thôi, cố băng ăn mình băng hỏi. Lao là cái gì kêu ạ?
Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thôi. Ai không nhớ ra, mẹ tí cứ thế đi. Đi mai sao anh cũng chán được. Quên là chuyện bình thường. Vâng, bình thường. Đầu đã mãi đi được khác. Thank you.
cương luôn rồi đi. Anh phải đi ra. Anh đang đi ra, anh được cái thằng kia đâu đi rồi.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Chào được ạ.